Mạng xã hội xôn xao clip ghi lại cảnh xe nhãn hiệu Mazda biển số 30K505-20 đi vào làn khẩn cấp đường vành đai 3 trên cao nhưng cương quyết không nhường đường cho xe ưu tiên đi phía sau, mặc dù phương tiện phía sau liên tục phát loa cảnh báo, yêu cầu được nhường đường. Chỉ huy đội cảnh sát giao thông đường bộ số 6, phòng cảnh sát giao thông Hà Nội cho biết, đơn vị đã lập biên bản xử phạt tài xế N.D.E.L, sinh năm 1997, ở huyện Đông Anh, Hà Nội, về hành vi điều khiển xe đi vào làn khẩn cấp đường vành đai 3 trên cao. Theo chỉ huy đội cảnh sát giao thông đường bộ số 6, với hành vi vi phạm trên, anh L sẽ bị lập biên bản xử phạt 5 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 2 tháng. Tại cơ quan công an, anh N.D.D.L cho biết khoảng 20 giờ ngày 30 tháng 7, anh L điều khiển ô tô biển kiểm soát 30K505-20 đi trên đường vành đai 3 trên cao. Thời điểm xảy ra sự việc trời có mưa.